bạn bè bất lực chứng kiến người đàn ông bị trăng siết đến chết ở Bình Phước. Trong lúc chui đầu vào chuồng gỗ bắt con trăng dài khoảng 5 mét, nặng 25 kg, ông Phương, 47 tuổi bị nó quấn chặt dẫn đến tử vong. Ông Phương cùng một người bạn đến nhà ông Nguyễn Minh Hải ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long tối ngày 1 tháng 1 để bắt trăng về nhà nuôi. Khi cả nhóm đến chuồng trăng, sau một lúc quan sát, ông Phương chui đầu vào chuồng làm bằng gỗ bọc lưới nhựa cứng để bắt. Tuy nhiên, ông bất ngờ bị con trăng quấn chặt vào cổ, không vùng vẫy được. Những người đứng bên ngoài nắm chân nạn nhân kéo ra, nhưng do trăng quấn quá chặt, ông Phương đã tử vong. Con trăng này được ông Hải nuôi từ lâu, nay có ý cho ông Phương mang về nhà nuôi thì gặp nạn. Công an thị xã Bình Long đang điều tra sự việc. Trước đó, vào tháng 11 năm 2018, tai nạn trăng siết chết cũng xảy ra với một nam thanh niên nghi bị trăng siết chết ở ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.